Rồi, hello, uh, xin chào tất cả các bạn ha. Thì trong cái buổi chia sẻ ngày hôm nay, tôi sẽ chia sẻ cho các bạn một cái cách là chúng ta sẽ chuyển đổi từ một cái hình ảnh có chứa văn bản thành một dạng text rồi sau đó chúng ta tiến hành copy vào hoặc để chúng ta tiến hành sử dụng các bạn nha. Thí dụ ở trên màn hình của tôi, tôi có một đoạn văn bản là một bài văn hay. Tôi sẽ lưu cái văn bản này về. Lưu hình ảnh thành ha. Đây, tôi để ở desktop đi. Rồi, test rồi, chúng ta đã lưu xong được cái hình ảnh này về rồi. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành vào Google Drive. Google Drive ha. Google Drive này các bạn. Thì các bạn sẽ kéo cái hình ảnh này vô. Tải lên Google Drive. Đó, tải vô. Tải lên. Các bạn chờ dòng dây lát. Rồi, như vậy sau khi chúng ta tải xong. Rồi ok. Chúng ta đã tải xong được cái file hình ảnh này lên. Chúng ta tiến hành nhấp vào cái thư mục này nè. Để chúng ta hiển thị cái tạp đó lên. Nhấp vào. Rồi ok Chúng ta đã tìm được thấy cái tẹp đó rồi các bạn ha Rồi chúng ta tiến hành nhấp chuột phải vào tệp Chúng ta mở bằng Google tài liệu Chúng ta đợi trong giây lát nha các bạn Từ một cái hình ảnh mà chứa văn bản Chúng ta đã chuyển đổi sang định dạng tách rồi các bạn Đúng không? Ừ, ok Ờ, rất là đều các bạn ha nói chung là không bị lỗi gì cả chúng ta tiến hành copy cái đoạn văn bản này chúng ta dán vào quạt thôi dán vào quạt rồi các bạn có thể định dạng lại đoạn văn bản này một cách nhanh chóng các bạn ha rồi xin chào tất cả các bạn chúc tất cả các bạn thành công